Thưa sư, sư cho con hỏi, nếu thế giới không có điện thì chắc chắn các ác pháp sẽ ít xuất hiện chấm hỏi. Và các phát minh của loài người làm tăng trưởng tâm tham. Sư nhớ đến một cái câu chuyện cười là một cái ông một anh ảnh nghiên cứu thì khi mà ảnh lấy cái cây ảnh chọt vô con ếch, ảnh kêu nhảy, con ếch nó nhảy. Rồi sau đó ảnh chặt hai giọt con ếch đi. Rồi ảnh chọt con ếch, ảnh kêu nhảy, con ếch không nhảy. Sau đó ảnh đưa kết luận khi chặt giò thì con ếch nó bị điếc. Còn những cái nữa, ví dụ như cái người mà bị mù á, thì một trong những nguyên nhân bị mù là do tiểu đường, nhưng không có nghĩa là bất kỳ ai bị tiểu đường đều phải bị mù và bất kỳ ai bị mù đều phải bị tiểu đường. Nhớ giùm sư nha, hai cái đó nó khác nhau hoàn toàn, mặc dù đúng là có người mù là do tiểu đường. Rồi cái thứ ba đó là nó có một, nếu mà người ta nghiên cứu ta sẽ thấy một cái thú vị như thế này nè, là cái tỷ lệ bán kem á, cái kem á, cây kem mà mình ăn á, nó tỷ lệ thuận với cái tỷ lệ tội phạm. Tức là khi mà cái doanh số bán kem giảm thì nó cũng lạ là cái tỷ lệ tội phạm cũng giảm, mà cái doanh số bán kem nó tăng á là tỷ lệ tội phạm nó tăng. Như vậy thì một số người lại đưa ra một cái kết luận là kem làm gia tăng tội phạm. Tại vì anh bán nhiều kem là tội phạm sẽ tăng, mà anh bán ít kem là tội phạm sẽ giảm. Đó là một cái sự kết luận rất là vội vã và thậm chí là vớ vẩn. Bởi vì mình không tính đến những cái nguyên nhân khách quan, và đôi khi nó chỉ đơn thuần là nó trùng hợp. Rồi sư biết là hồi xưa giờ quý vị sẽ thường nghe cái lời đồn này nè, nghe nhạc thính phòng làm cho trẻ em thông minh, có biết cái đó không? Sư biết, sư nghĩ là nhiều người họ sẽ nghe nghe nhạc thính phòng làm cho trẻ em thông minh, cho nên là nhiều bà mẹ đem cái tai nghe đeo vô trong bụng cho đứa trẻ nó nghe nhạc thính phòng. Và thật sự người ta cũng nghiên cứu là những đứa trẻ mà nó có cái nó thông minh hơn là nó trong nhiều thói quen thì cái nhạc của tụi nó nghe thì đa phần cũng là nhạc thính phòng chứ không phải là ba cái nhạc giật gân hip hop. Như vậy nó có liên quan gì tới nhau? Nếu như mà mình chỉ nghiên cứu cho nó kỹ, sư đang nói ngoài đời để cho quý vị có thể liên tưởng trong đạo chứ không phải sư nói ngoài lề đâu. Là những cái gia đình mà họ nghe được cái nhạc thính phòng là những cái gia đình hàng xịn, chứ còn hàng dởm nghe không hiểu nhạc thính phòng đâu. Tôi nói thiệt, hàng dởm là hàng bình thường, bình dân học vụ. Mình nghe nhạc hip hop nè, mình nghe nhạc pop nè, nó thú vị hơn mình nghe ba cái kèn violon rồi piano nó đánh, mình nghe nó không có phê. Nghe nhạc opera cũng vậy, cái người không hiểu thanh nhạc á, họ thấy opera hát cái gì đâu không á. Cái vấn đề là cái nền giáo dục của anh. Khi mà anh là cái dạng mà quý tộc ha, anh được cái nền giáo dục tiên tiến thì cái nhạc của anh nghe nó cũng tốt. Khi đó anh mới nghe nổi cái nhạc thính phòng, nhạc opera. Mà khi cái điện gia đình anh có điều kiện như vậy thì tự nhiên anh sẽ được giáo dục tốt. Đó là điều chắc chắn. Trừ khi anh là cái thứ phế vật thôi. Chứ đa phần anh sẽ có nền giáo dục tốt. Mà khi anh có nền giáo dục tốt, đương nhiên anh sẽ thông minh hơn, anh có nhiều điều kiện để anh thành công hơn so với những cái đứa bé bình dân. Chứ điều đó không có nghĩa là mình nghe nhạc thính phòng tự nhiên đứa nhỏ nó thông minh. Do mình không có được những cái thông tin đầy đủ, nó sẽ dẫn đến cái chuyện là mình có những sự ngộ nhận như vậy. Bây giờ quay lại đạo, tại sao sư ví dụ nhiều như thế? Đó là do mình không có thông tin đầy đủ cho nên mình mới đưa ra một cái kết luận. Đó là cái gì? Nếu thế giới không có
Do có điện cho nên là các cái ác nó sẽ xuất hiện. Rồi có nghĩa là không có điện ác không xuất hiện ha. Rồi các pháp minh của loài người làm tăng trưởng tâm tham. Nó tại vì mình không có đầy đủ các cái số liệu, những cái mặt khác để mình gom lại, mình thống kê, đi học thống kê giùm sư. Cái người hỏi, quý vị sẽ biết là có nhiều, rất là nhiều những cái nhân tố làm cho cái chuyện thống kê mình bị sai lầm. Cái nguyên nhân mà chúng sanh không có giữ giới thì đúng là có một phần là do cái nền văn hóa đề cao sự hưởng thụ, đề cao sự ích kỷ cá nhân. Bây giờ mà cái người mà thương người khác, sống vì người khác, nó kêu là kẻ ngu, nó kêu là cái thằng ngu đó. Còn cái chuyện mà mình sống vì mình thì được người ta ca ngợi. Anh chỉ cần anh giàu thôi, anh nói trên trời dưới đất người ta cũng nghe. Còn anh nghèo, anh có nói cái gì thì anh có nói giáo lý, anh có nói đạo đức, người ta cũng không có nghe. Anh giàu thôi, rồi sau đó cái người giàu á, họ có 5-7 bà vợ bé thì người ta cũng không vấn đề gì. Còn cái người nghèo chung thủy mà bà vợ ngoại tình nó à, tại mày nghèo, cái vấn đề của xã hội. Đó là cái quan điểm. Cho nên nó có ảnh hưởng nhưng nó không phải là toàn bộ. Cái vấn đề là chúng ta có tu tập hay không. Tại sao cũng sống trong cùng một môi trường như vậy mà vẫn có người sống thiện, vẫn có người sống bất thiện. Thành ra nếu như mà mình muốn nghiên cứu thì mình phải có một cái sự nghiên cứu rộng rãi trong tất cả các cái mặt, bao gồm giáo dục nè, hoàn cảnh nè, rồi xã hội, nó nhiều lắm. Mình phải nghiên cứu tất cả những cái mặt, sau đó mình mới xem cái gì là cái chung. Còn nếu như mà quý vị muốn hỏi sư cái ảnh hưởng của xã hội đối với mỗi một cá thể á, thì nhớ dùm sư trong cái Tăng Chi Bộ Kinh chương 4 Pháp, Đức Thế Tôn nói có 4 hạng người: từ tối đi vào sáng, từ tối đi vào tối, từ sáng đi vào sáng, từ sáng đi vào tối. Từ tối đi vào tối là những người sinh ra trong những cái hoàn cảnh bất hạnh, mà họ nhân danh bất hạnh đó họ tiếp tục họ sống ác, họ không giữ giới, thì đó là những người từ tối đi vào tối. Có những người họ sinh ra trong hoàn cảnh bất hạnh nhưng mà họ là người hướng thiện, họ vẫn tích cực, họ làm thiện, họ không lấy cái nghèo là cái cớ để họ sống bậy, thì họ là những người từ tối đi vào sáng. Rồi những người đó là họ sinh ra trong một cái điều kiện gia đình khá giả, một cái nền giáo dục khá giả, nhưng họ lại lợi dụng những cái thuận lợi của họ để họ sống ác, để họ làm bậy, thì đó là những người từ sáng đi vào tối. Còn với những người mà cũng sanh ra trong một cái gia đình có nhiều sự thuận lợi, họ nỗ lực để họ làm thiện, họ nỗ lực họ tu tập phát triển tâm đó, họ nỗ lực họ giữ giới, thì đó là những người từ sáng đi vào sáng. Cho nên cái quan trọng vẫn ở chính mình. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có cái nhìn như thế nào về vấn đề này? Dạ kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, ở đây thì có trong một câu hỏi lớn thì có hai vế ha. Bây giờ sư trả cái lời có cái câu hỏi với trước đi ha, trước đi cho rõ. Nói là nếu thế giới không có điện chắc chắn các ác pháp sẽ xuất hiện, nghe là đây chắc chắn luôn, chắc chắn luôn. Bây giờ sư hỏi ngược lại vị á, vì cái thời mà chưa khám phá ra lửa, thời mà còn ở trong hang động săn bắt hai lượm, sống được bản năng như con thú, thời đó là ác pháp nó có ít xuất hiện không? Đó là một thời kỳ nha. Rồi xong tới thời kỳ mà gọi là độ đồng độ sắc á, đó bắt đầu chế là kim loại đó. Vậy giờ sẽ hỏi quý vị tiếp nè, giống như là đế chế của thành các Tư Hãn đi chinh phạt, đi vó ngựa Mông Cổ, đi đến đâu là kêu bằng là cỏ là không còn, là ý như là máu đổ thành sông đó, quánh nhau chí chế đó. Rồi những cái vị đại đế khác như là giờ Alexander đại đế, rồi Caesar đại đế, rồi Napoleon rồi đó, nó cũng đánh nhau giả mang vậy đó. Đó thì quý vị thời đó chưa có điện đúng không, thời đó chưa có điện mà thì cũng đánh nhau chí chế đó. Chí chế đó quý vị đó, chứ đâu phải là nói là thầy chưa có điện mà ác pháp không xuất hiện đâu. Cho nên
mình phải cần phải suy xét lại cái vấn đề mình nói là không có điện thì ác pháp nó ít xuất hiện, thì mình phải phải xem lại, mình phải xem suốt chiều dài lịch sử của cái loài người á, loài người mình đó. Đó, lúc chưa có điện á, có đánh nhau không, có đập nhau không, có đi chiến tranh, có giết nhau đẫm máu không, đó có đi chinh phạt nhau không, đó thì mình tự mình trả lời được câu hỏi này. Đó là cái sư trả lời câu hỏi đầu tiên. À, cái hỏi thứ hai là quý vị nói là và các phát minh của loài người làm tăng trưởng tâm tham, thì cái phát minh ở đây quý vị phải hiểu phát minh nó có hai cái phát minh, đây là từ chung, phát minh nó có hai cái phương diện là phát minh về cái vật thể và cái phi vật thể. Bây giờ quý vị nghĩ đi, nếu mà nói cái dụng từ phát minh này nè, chính Đức Phật Gotama bậc bậc toàn giác ngài cũng đã phát minh ra giáo lý vô ngã. Không, ngài chỉ ra đây là con đường trung đạo. Không, rồi ngài chỉ ra đây là đạo đế, đây là bát chánh đạo, đây là tứ diệu đế. Đó ngài cũng là một phát minh đó quý vị, phát minh mà gọi là phát minh phi phi vật thể quý vị. Thì nếu mà nói là các phát minh ở thời điểm của một bậc toàn giác và giáo pháp ngài còn lưu truyền tới bây giờ, thì có gọi là các phát minh đó làm lòng người tăng trưởng tâm tham không? Cái dư âm mà mặc dù á Đức Phật đã ngày đã nhập diệt rồi, nhưng mà cái dư âm đây là còn giáo pháp ngài vẫn còn hiện hữu, đặc biệt ở nước quốc giáo thì có gọi là tăng trưởng tâm tham. Mình phải tự đặt cho mình cái câu trả lời đó. Còn về cái phát minh mà gọi là vật thể đó, thì đúng là sư cũng hoàn toàn đồng ý khía cạnh nào, đúng là một khía cạnh nào á, là lâu dài về về càng về sau á, là cái nhu cầu á, mình gọi là giải trí á, phát minh ra những cái mà phục vụ con người á, nó giải trí này nọ, nó vui chơi á, nó thỏa mãn các dục á, là nó có, đúng không, có nó cũng làm giảm phần nào, nhưng mà mình cũng không vì thế mà mình suy nghĩ mà nó theo một lối cực đoan như vậy. Quý vị, căn bản là những phát minh về phi vật thể mà thiên về hướng con người đến chân thiện mỹ thì là phải làm giảm giảm người đến tâm tham sân si thôi vậy, chứ đâu thể nào mình nói là cái phát minh ở đây mình gom phát minh chung là nói tâm tham được. Và trước khi kết thúc câu hỏi này, sư có một cái từ cái vấn đề này trong chú giải cho quý vị hiểu rõ hơn về cái tổng, có nghĩa là dùm cái tổng quan á, cái đại cục á của thế giới loài người mình á, như vậy con người chúng ta nó có ba thời kỳ. Thời kỳ á, là người thiện nhiều hơn người ác, có thời kỳ á, là người ác nhiều hơn người thiện, và có thời kỳ là thiện ác bằng nhau. Và ba cái thời kỳ này á, nó vận hành theo một cái lẽ tự nhiên quý vị, nó tùy thuộc vào thiện ác, thiện mà nhiều hơn ác á, thiện mà nhiều hơn ác, nó tùy thuộc vào cái thời điểm đó đó là có một vị Phật toàn giác hay không. Nó quyết định, yếu tố quyết định đó rất là quan trọng. Nên quý vị mình cần lưu tâm cái câu hỏi này và cái câu trả lời để quý vị nắm rõ, chứ tránh đi mình có cách nhìn nó phiến diện khi mình nói ra như vậy. Nếu mà là mình là Phật tử mình nói ra mình nói như vậy thì khó mà thuyết phục được những cái người khác mà nghe theo mình, nghe theo mình. Và cũng xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi này. Qua cái câu hỏi tiếp theo.